các bạn. Hôm nay thì mình sẽ mở hộp một cái sản phẩm của DJI, đó là Osmo Pocket. Thì đây thực chất là một cái máy quay phim mà có tính cơ động cao, mà nó lại là rất là nhỏ gọn các bạn. Nó rất là nhỏ gọn. Đây là các bạn coi nó, cái điện thoại iPhone 7 của tôi vừa để lên là vừa đó. Mà cái này là cái vỏ, còn cái sản phẩm bên trong tất nhiên nó sẽ còn nhỏ hơn nữa. Nhìn bên ngoài thì các bạn thấy rồi, chữ DJI, cái hiệu Osmo Pocket. Rồi cái sản phẩm đây có một cái chi tiết mà cũng giới thiệu cho các bạn luôn, đó là cái phần pin. Thì cái này là pin LiPo, mà cái dung lượng của pin là 875 mAh, và cái điện áp tức là 7,7V, điện áp là 7,7V đây nè các bạn đó. Còn cái mặt sau là mặt này, thì đây là những cái thông số hoặc là các cái thông tin mà DJI cung cấp cho cái vỏ hộp để chúng ta đọc và tham khảo thôi đó. Thì trong đó là có cả cái iPhone, nói chung là những cái iPhone mà sử dụng chung với lại cái sản phẩm này. Tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này. Thì các bạn biết không, cái nhựa bảo vệ và cái siêu này thì cũng được cái nơi bán người ta đã cắt ra rồi. Họ cắt ra để làm gì? Để họ dán tem bảo hành cho các bạn. Thành ra là giữa cái nhựa bảo vệ và cái siêu thì họ đã cắt rồi. Thì tôi lấy ra, đây là một cái sản phẩm đầu tiên, cái của cái Osmo Pocket. Đây là thứ hai, và cái này là thứ ba. Đây là tài liệu nha các bạn. Rồi, bây giờ tôi sẽ khui cái sản phẩm chính nha các bạn. Sản phẩm chính bên ngoài thì có một cái ốp có đánh chữ DJI luôn các bạn nha. Thì khi chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ lấy được cái sản phẩm, cái tóc mô một cái. Cái nơi bán họ cũng đã dán cái tem bảo hành đó các bạn, như để tôi nói, thành ra họ đã dán tem bảo hành ở đây. Và đây là cái chỗ cái channel ở tôi sẽ nói. Tôi khui cái miếng che miếng đậy cái mặt này, và khui cái miếng che đậy cái ống kính. Và tôi cũng lấy cái miếng đệm giữ cái camera ở trong phần của gimbal đã luôn. Thì đây là cái sản phẩm chính là DJI Osmo Pocket. Đó, đây là sản phẩm chính. Cái khui tiếp cái hộp phụ kiện và đây nó có gì. Ở đây có một cái cộng cáp sạc các bạn. Rồi bên này có một cái dây đeo. Ở đây là hai cái adapter, hay nói cách khác là hai cái phần mà kết nối với lại thiết bị ngoại vi á. Mà thiết bị ngoại vi ở đây là điện thoại. Thành ra là tôi sẽ lựa cái nào mà nó trùng hợp với cái điện thoại iPhone của tôi. Thì cái này nè, cái này là trùng rồi các bạn nhé. Thì sẽ tháo cái này ra để mình xài. Còn một cái nữa thì nó thuộc cái dạng của những cái điện thoại khác. Đấy,
đầu là trùng với lại cái như vậy khi mà khui sản phẩm ra thì gồm có một cái sản phẩm chính mà thực tế tên có thể gọi đây là máy quay phim cơ động, thích tướng nói chung là nó tiện lợi lắm đó. Và cái này là cái vỏ để bảo vệ cho cái máy quay phim này, một miếng adapter để kết nối với thiết bị ngoại vi là điện thoại, một cái cọng cắp sạc và một cái dây đeo đó. Cái dây đeo thì cái dây đeo ở đây thì chúng ta có thể luồn ở đây là cái vỏ đựng của năm 2019. 2019 nó chỉ là một 20 ốp lại như vậy. Thành ra là khi mà dỡ sản phẩm ra thì cái vỏ ngoài á gần như nó sao á. Còn cái này nó là một cái hộp rất là chắc chắn các bạn. Bên trong vẫn có những cái khoảng để mà chống đỡ cho va đập. Và mình cũng có thể giữ cái này lại, đúng không các bạn? Có khi mình trang trí ở trong tủ phê hay là tủ chân cũng đẹp. Thứ hai nữa mình cũng khẳng định là mình mua hàng mới đó, nó hay hơn thì theo mình, ý mình là vậy. Rồi bây giờ giới thiệu cho các bạn cái kết cấu chung của cái sản phẩm này. Thì sản phẩm này có thể là xếp hai phần. Phần trên cùng đây chính là phần gimbal và camera, phần chính cái quay. Phần thứ hai được gọi là phần thân đó. Phần thân thì ở đây có một cái màn hình, cái màn hình này nè các bạn đó. Cái màn hình này á, hiện nay á, nếu mà chúng ta nhấn giữ nè thì đó là của báo hiệu của DJI và ngôn ngữ là chọn tiếng Anh hay Trung Quốc đó. Thì khi nào mình cài đặt thì mình sẽ tiến hành nha, mình sẽ chọn sao đó thì giới thiệu. Trong cái phần thân này thì cái chỗ này, cái chỗ phía dưới này nè, màn hình này, dưới màn hình đó, thì cái đây là một cái kết nối như cổng giao tiếp, là cái adapter này các bạn. Đây, cái adapter thì chúng ta ráp vào đây, để kết nối điện thoại, nhưng mà chúng ta phải đẩy cho nó sâu vô mới được nha. Thì đây là chúng ta đã lắp sau. Kế tiếp là một cái đèn báo này báo cho quay phim nha, chụp hình, rồi báo sạc, vân vân, là cái đèn báo xanh này các bạn. Ở đây có một cái micro để ghi âm nè. Ở dưới này cũng có một cái micro để ghi âm, hay nói cách khác là hai micro. Kế tiếp là cái nút mà không chữ không nghĩa không gì hết, đen trơn, thì cái nút này chính là thứ nhất là chức năng của nó là nút nguồn. Năng của nó là nút nguồn, và sau khi các bạn đã mở nguồn như thế này rồi á thì nó lại chuyển thành cái nút mode cho các chế độ của quay phim chụp hình đó. Thì cái này mình sẽ nói một cách nó rõ hơn, chi tiết hơn trong phần cài đặt nha đó. Và ở phía dưới này là cái cổng để sạc, thì hiện nay á, như hồi nãy mình coi trên cái vỏ pin là pin lipo và 7.7V đó, 7.7V. thành ra là tôi mượn tạm cái cục sạc của Mavic Mini
Tại vì batteri mini nó cho tới 12V rồi các bạn, 9V, 12V, 5V. Mình ra mình sẽ lấy cái này mình sạc. Rồi bên hông phía bên trái này, ở đây có một cái khe. Cái này để gắm thẻ nhớ. Thẻ nhớ thì các bạn cố gắng là mua thẻ nhớ thật sự là tốt đó các bạn. Hay nói cách khác là nó có ghi rõ là quay được 4K tại vì cái máy cái có một cái này nó quay phim 4K rồi đó. Rồi là 1080 nó cũng quay được nhưng mà tối đa rồi là 4K, thành ra là mình phải chọn cái thẻ sao nó tương ứng thì nó có thể nhận được nha. Còn cái gimbal phía trên này nãy nói đó thì phía trên này là cái gimbal và cái camera. Thì gimbal này là gimbal chống rung ba trục và từ trước đến giờ sản phẩm của DJI thì cái gimbal và cái camera này là gần như là không chơi được, nói thẳng là không có chơi được, rất là chuẩn, thành ra là mình rất là tin tưởng cái đó. Các bạn thấy nè, khi mà mình mở thì gimbal như vậy, nhưng mà khi chúng ta tắt thì gimbal sẽ trả về cái vị trí nghỉ như các bạn. Đây tôi tắt nè, tôi bấm khoảng 2 giây nó tắt. Đó, nó trả về vị trí coi như là vị trí nghỉ. Cái vị trí nghỉ này tương ứng là gì? Khi chúng ta bỏ vào trong cái hộp, mình nằm vị trí này các bạn, rất là thuận tiện đúng không? Rồi chúng ta lại